Thưa quý vị, hôm nay ngày 15 tháng 12, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông vừa phát hiện trên đỉnh đồi Mít, giáp danh ba tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng và Đồng Nai. Trước đó, thi thể người đàn ông được phát hiện ở giáp danh ba tỉnh này đã phân hủy, tài sản trên người vẫn còn. Trước đó, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 14 tháng 12, một người đi rừng tại khu vực đỉnh đồi Mít thuộc tiểu khu 419 thôn 10, xã Đa Cai, huyện Đức Linh, Bình Thuận đã phát hiện thi thể người trong tình trạng phân hủy nên trình báo công an địa phương. Do vị trí phát hiện thi thể cách đường mòn khoảng 10 cây số nên lực lượng cảnh sát phải mất hơn 1 giờ đi bộ mới tiếp cận được hiện trường. Công an huyện Đức Linh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an Bình Thuận đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và trưng cầu giám định tử thi. Tại hiện trường, thi thể người đàn ông đang trong tình trạng phân hủy gần hết. Cảnh sát còn phát hiện một sợi dây được cột vào một cành cây. Tài sản như điện thoại di động, nhẫn vàng vẫn còn trên thi thể. Qua truy tìm tung tích, đã xác định thi thể người đàn ông là anh Hoàng Văn L, 34 tuổi, trú tại Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Người thân cho biết anh L mất tích gần 2 tháng. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng bất thành. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.